Xin chào các bạn. Hôm nay xin giới thiệu các bạn một mẫu bơm điện xe ô tô rất là hiện đại. Mẫu này có thể dùng được nguồn 12V ở trên xe ô tô hoặc là dùng nguồn 220V gia đình đều được. Chúng ta sẽ cùng mở hộp chiếc bơm này. Ở đây được trang bị một dây nguồn 12V dùng để cắm vào một trên ô tô. Tiếp theo là một dây nguồn cắm điện 220V ở gia đình. Cả hai nguồn đều dùng được. Nó rất là tiện. Đây là mẫu bơm của chúng ta. Cầm nhỏ gọn và chắc chắn. Ở trên thân này là màn hình điện tử hiển thị thông số áp suất bơm. Phía bên sườn đây là đèn LED chiếu sáng, có thể chiếu sáng trắng hoặc là sáng đỏ nhấp nháy cảnh báo. Nên là rất là thuận tiện khi mà dùng buổi tối ở trên đường. Phía sau đây là dây bơm của máy. Dây bơm dài 50cm cuộn tròn trong máy. Ở đây chúng ta có thể thử nghiệm với lại điện 220V. Còn cái này chúng ta sẽ phải cắm ở trên tổng sạc ở trên ô tô. Khi cắm điện vào thì trên màn đồng hồ nó sẽ hiển thị. Đây là áp suất. Còn đây chúng ta sẽ bật đèn ở sườn. Đèn chiếu sáng, đèn đỏ. Hoặc là đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo. Khi bơm thì chúng ta chọn cái đơn vị áp suất trước. Đây là kg trên cm vuông, PSI 3 kPa. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái đến cái áp suất mà cần bơm, ví dụ nếu không chọn chúng ta cứ ấn thì là bơm đến khi nào nó đạt thì chúng ta dừng. Hoặc là ví dụ như chúng ta muốn bơm đến chẳng hạn là đây 2.65 kg trên cm vuông chẳng hạn, chúng ta sẽ ấn nút nguồn. Đấy. Thì khi tôi ấn đồ bơm là cái áp suất nó tăng lên 2.65 là bơm sẽ tự ngắt. Tức là khi mà nó bơm đạt đến cái áp suất mà chúng ta cài đặt từ trước thì bơm sẽ tự ngắt, rất là hiện đại. Bơm 2.65 ta giữ chặt đầu bơm và bơm áp suất sẽ tăng lên, nó sẽ dừng nè, rất là hiện đại. Mẫu này nhỏ gọn dùng rất là tiện, đặc biệt là dùng được cả điện 12V và điện 220V. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.